loài rắn quý hiếm nhất thế giới. Rắn thương là loài vật gieo rắc nỗi sợ hãi, nên ngoài kẻ thù trong tự nhiên, chúng thường bị loài người tiêu diệt. Việc này đã dẫn đến một số loài rắn có nguy cơ bị tuyệt chủng cao. Hôm nay, Tớ Bí Ẩn sẽ giới thiệu đến các bạn 8 loài rắn hiếm thấy nhất thế giới để giúp các bạn có thêm kiến thức về loài bò sát ăn thịt này nha. 1. Rắn bay. Rắn bay được tìm thấy trong rừng mưa nhiệt đới tại Ấn Độ và Đông Nam Á. Mặc dù có tên như vậy, nhưng chúng không thực sự bay mà chỉ lượn. Khi rắn bay muốn di chuyển từ cây này sang cây khác, chúng lao vào không khí, đồng thời xòe cả dẻ xương sườn rồi co lên phía dạ dày khiến thân nó dẹt ra và trở thành một cảnh giả hơi lởm, hợp với dạng của khí động học. Rắn bay luyện còn giỏi hơn cả sóc bay. Trong khi sóc có thể luyện được 60m trên không, thì khoảng cách đó của rắn bay lên tới 100m hoặc là hơn nữa đó. Chúng định hướng tốt hơn và kiểm soát đường bay giỏi hơn hẳn so với sóc bay. Rắn bay có độc độc nhưng không gây nguy hiểm cho con người. Chúng ăn chủ yếu là thằn lằn và các loài động vật nhỏ khác, và phần lớn thời gian là chúng ở trên cây. 2. Rắn mũi lá. Đây có lẽ là một trong những loài bò sát kỳ lạ nhất thế giới. Cũng giống như là rắn mũi dài, loài rắn mũi lá nhờ hình dạng đặc biệt mà thích nghi được với lối sống trên cây. Thức ăn chủ yếu của chúng là thằn lằn. Đặc điểm kỳ lạ là trên mũi của chúng có một đồ trang sức quái dị giống như một chiếc nhánh lá dứa nhọn hoắt, nhưng ở rắn đực và rắn cái, chiếc lá này là khác nhau. Da rắn đực có màu vàng và nhẫn, mũi lá nhọn, trong khi rắn cái thì có vảy nâu và xù xì, mũi lá phẳng và có răng cưa. Điều rất ít gặp là thoạt nhìn có thể biết ngay giới tính của chúng. Rắn mũi lá chỉ sống ở Madagascar và đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Chúng có nọc độc, vết cắn rất đau nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. 3. Rắn sừng. Sống trong sa mạc Bắc Phi và Trung Đông, rắn sừng kích thước nhỏ, không quá 50cm. Chúng thường có một cặp sừng phía trên mắt, nhưng cũng có một số con hoàn toàn không có, nên rất dễ nhầm với các loại rắn khác. Rắn sừng có độc độc nhưng không đủ mạnh để gây tử vong cho người. Khi đối mặt với nguy hiểm, chúng cuộn mình lại cọ vào nhau, tạo ra âm thanh để đe dọa. Lần đầu gặp loài rắn này là vào năm 1768. Nhà tự nhiên học Áo Nicholas Laurenti gọi chúng là rắn lục Ai Cập, một con rắn thần lớn trong thần thoại Hy Lạp, trốn dưới cát trong sa mạc, tấn công bất cứ con vật nào đi qua bằng cách dùng cặp sừng để mê hoặc. Có thể chính nó là nguyên mẫu để dân gian xây dựng nên thần thoại, vì trong thực tế, rắn sừng hành động đúng như vậy, chui dưới cát, chỉ thò sừng lên và đột ngột xuất hiện bắt các con vật khác, thường là côn trùng bò đến gần. Chỉ có điều là thần thoại phóng đại kích thước, trí tuệ và sự nguy hiểm của chúng lên mà thôi. Cho đến nay, người ta vẫn chưa giải thích được chúng dùng sừng để làm gì, chắc chắn là không để làm mồi. Và vì sao con có, con không? 4. Rắn lục San Francisco. Rắn Rasta San Francisco là loài rắn đẹp và độc nhất thế giới. Loài rắn lục San Francisco có màu sắc tuyệt đẹp này được cho là chỉ có 1 hoặc 2.000 con trong tự nhiên. Rắn lục San Francisco với đầu màu cam, thân màu xanh ngọc lam và các sọc đậm màu cam và đỏ. Những con trưởng thành có kích thước đầy đủ, có thể dài khoảng 90cm hoặc hơn, và chúng chủ yếu là ăn nhết chân đỏ California. Loài rắn gator này thích những khu vực ẩm ướt và đầm lầy, và do bản tính khó nắm bắt nên rất khó để nhìn thấy hoặc bắt giữ. Rắn gator thực tế vô hại với con người, những vết cắn của chúng chỉ gây ra sự kích thích nhẹ cho con người, nhưng đủ để gây ra tử vong cho con mồi với nọc độc trong nước bọt. Tuy nhiên, loài rắn vô cùng đẹp này đang có nguy cơ bị tuyệt chủng đến cấp báo động. Chúng cần sự giúp đỡ của con người để bảo vệ một số môi trường sống còn lại của chúng. 5. Rắn vẫy sừng. Loài rắn kỳ lạ Bus Viper được tìm thấy tại khu bảo tồn Takamanda, Cộng hòa Cameroon. Nhiều người thường gọi chúng là rắn lông vì họ tưởng những chiếc vẫy sừng này là những chiếc lông trên cơ thể. Chúng nổi bật với vẻ bề ngoài kỳ dị với những chiếc vẫy nhọn trên thân, xếp đầy lên nhau như là mái ngói. Không chỉ sở hữu lớp vảy kỳ lạ, loài rắn này còn có khả năng thay đổi màu sắc cơ thể để hòa lẫn với môi trường xung quanh nhằm trốn tránh kẻ thù hay đánh lừa con mồi. Chiều dài cơ thể tối đa của chúng chỉ đạt 73cm đối với con đực và 58cm đối với con cái. Thức ăn của chúng là các loài côn trùng, bò sát, ếch nhái. Loài rắn này thường không tấn công con người và các động vật to lớn, nhưng lượng nọc độc tiết ra sau mỗi cú đớp có thể gây tử vong cho một người trưởng thành. Giới khoa học mới chỉ phát hiện chúng cách đây khoảng 30 năm. Hiện nay chúng ta hầu như chưa có tài liệu khoa học nào về chúng. 6. Rắn Lucia Racer.
Các nhà bảo tồn đã tìm thấy loài rắn hiếm nhất thế giới được biết đến ở quốc gia San Lucia thuộc vùng Caribe. Hiện loài này chỉ còn 18 cá thể, những con rắn cuối cùng hiện chỉ sống sót trên một hòn đảo ngoài khơi có diện tích 12 hectare. Giải thích cho sự suy giảm nhanh chóng dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng này là vì sau khi loài cầy Magus săn mồi được du nhập vào San Lucia từ Ấn Độ vào cuối thế kỷ thứ 19 đã đe dọa đến những cá thể cuối cùng của loài rắn này. Đã bị tuyên bố tuyệt chủng vào năm 1936. Tuy nhiên, vào năm 1973, một cá thể duy nhất đã bị bắt tại khu bảo tồn thiên nhiên quần đảo Maria. Kể từ đó, việc nhìn thấy là rất hiếm, dẫn đến lo ngại rằng những con rắn vô hại này có thể đã mất tích vĩnh viễn. Vào cuối năm 2011, một nhóm các nhà bảo tồn San Lucian và quốc tế đã được tập thấy tổng quần thể chỉ có 18 cá thể. Do đó, loài rắn ở San Lucia được coi là loài rắn hiếm nhất được biết đến trên thế giới. Loài rắn không có nọc độc này đạt chiều dài tối đa chỉ dưới 1m, 3 feet và thường có màu nâu nhạt với nước da sọc nâu đặc biệt chạy từ cổ xuống đuôi. Các tổ chức đang nỗ lực vận động các chương trình bảo tồn loài rắn hiếm nhất thế giới này. 7. Rắn san hô xanh. Loài rắn này có cái tên rất mỹ miều là rắn san hô xanh, hay còn được gọi là rắn lửa băng. Từ hình ảnh, chúng ta có thể thấy màu sắc của loài rắn lửa băng rất sáng, có màu đỏ và trắng rất là quyến rũ. Khi nhìn có cảm giác thị giác mạnh, đồng thời cũng tăng thêm khí chất huyền bí của loài rắn này. Rắn san hô xanh có đầu và đuôi đỏ trong khi phần thân lại màu xanh. Đây là một trong những loài rắn đẹp và nguy hiểm nhất thế giới. Như chúng ta đã biết, rắn càng có màu sắc rực rỡ thì lượng nọc độc chứa trong cơ thể càng mạnh. Nên rắn san hô xanh đương nhiên là có độc rất mạnh. Độc tố của rắn san hô xanh có thể tấn công não ngay lập tức và sẽ làm tê liệt tế bào não nếu người bị cắn. Sau khi bị rắn san hô xanh cắn sẽ bị gục xuống đất ngay sau đó bất tỉnh và không thể kiểm soát được hành vi của mình. Lúc này sẽ chịu đựng những cơn đau khủng khiếp và sau đó chết dần trong đau đớn. Rắn san hô xanh cũng là một trong những loài rắn độc mạnh nhất trên thế giới. 8. Rắn biển. Rắn biển là loài kỳ lạ nhất trong số các loài rắn. Rắn biển là một nhóm rắn có nọc độc sinh sống trong môi trường biển, có cấu tạo cơ thể theo chiều ngang dẹt giống như những con lươn. Rắn biển không có mang và thường xuyên phải trồi lên mặt nước để thở. Rắn biển thường được tìm thấy trong vùng nước ấm ven biển từ Ấn Độ Dương đến Thái Bình Dương và đa phần đều mang kịch độc. Trong đó, rắn biển Belcher được mệnh danh là loài độc nhất trên thế giới. Thức ăn chủ yếu của rắn biển Belcher là cá tra, cá nóc hoặc đôi khi là cả mực ống. Chúng có màu sắc khá dễ dàng nhận ra, vàng đen trắng hoặc đôi khi là xanh đen. Rắn biển Belcher có quan hệ họ hàng với loài rắn hổ mang sống trên cạn. Sở dĩ rắn biển Belcher được mệnh danh là độc nhất thế giới là vì người bị rắn biển Belcher cắn sẽ không có cảm giác đau đớn ngay lúc đó. Tuy nhiên, chúng sẽ phát tán 4 tiếng sau khi đã ngấm vào cơ thể và khiến con người mất mạng. Có khoảng 3.000 loài rắn trên thế giới bắt đầu xuất hiện vào thời kỳ của những gã khủng long khổng lồ. Chúng đã thích nghi với môi trường để hình thành một nhóm rắn kỳ quái khác thường mà điển hình là 8 loài rắn trên. Hãy comment loài rắn ấn tượng nhất với bạn và đừng quên dành tặng một like cũng như là theo dõi chúng tôi để biết thêm nhiều thông tin thú vị về thế giới bí ẩn nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!